xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại kênh Las Vegas Cuộc Sống Mỹ. Các bạn ơi, hôm nay các bạn cùng hai vợ chồng mình đi Costco nha. Còn khoảng chừng một ý, đây có bán bánh gì? Còn khoảng chừng một tháng mấy nữa là tới Trung Thu rồi đó các bạn. Nhanh dễ sợ luôn, chưa gì là nửa năm rồi. Thì mình nghe nói là Costco nó có bán bánh Trung Thu á. Wow, cái khăn bự gì? Ồ, giảm giá còn 7 đồng, giảm 2 đồng, còn 5 đồng mua cái khăn này bự hơn, khăn tắm. Cái mùi dụng à, ủa mùi mới dụng mới đi, nó đi dụng xay canh mà cái khăn to nha mà giảm giá, có màu xám nè, màu trắng nè, màu xanh nè, ồ cái màu trắng nè, màu xanh lá. Ủa cái này hình như là size lớn hơn nữa hay sao, cho nên là giá nó 10 đồng là đã giảm 3 đồng rồi nha các bạn. Ồ, chồng đang dòm cái PS5 các bạn ơi. Đâu, để mình coi PS5 579, giảm 50 đô thôi, đâu có giảm nhiều đâu. Giảm đâu có nhiều đâu. Ồ, này nó để nguyên một cái barbecue ngoài trời nè. Wow, để nguyên cái sofa ở ngoài luôn, bán. Ủa, ngàn mấy cái gì vậy? Có bạn nào thích coi đồ trang sức giá bên đây không? Giá bên đây mình thấy nó cao nè. Trời ơi, mấy trăm ngàn, 2000 không đi. Cái này phải hộp sạn thiệt, chắc là hộp sạn thiệt, giá nó mới cao vậy chứ sao. Đúng không các bạn, coi nè, 700 mấy, 800. Một có chút két chút này. Ôi, cái gì chuyện, cái khán giá này đẹp quá mọi. Ồ, cái hộp kia bự xíu nè, cái hộp kia bự nè. Nó ghi là bao nhiêu? 14k. Còn trắng hả ta? Ủa, mình tới Trung Thu mà sao tự nhiên nó để Halloween này kìa. Mới tháng mấy bây giờ này để Halloween rồi. Ôi, hết hồn á. Để mua quay cho các bạn xem. Ôi, nó kêu kìa, ghê quá. 200 mấy. 200 mấy là cái con ngoài hành tinh. Trời ơi, tin vào mắt mình luôn. Cái máy AirFi có chút ác này nè các bạn. 40 đô. Cái này nhỏ xíu à. Nó chút xíu à. Giống như mà gia đình mà nhỏ hoặc là ở một mình á, xài thì ok. Gia đình mình nhiều đông người quá. Pin các bạn, pin AA 4, pin 3 số A, 3 chữ A, 2 chữ A là một dĩ, giảm còn 17 đồng 99. Rồi mình quậy qua quậy thịt.
thì mình thấy ở đây nó có để sushi này, như mình lần trước mình có quay cho các bạn coi rồi á. Giờ ở bên cái Costco Family này nó có bán phần, cái phần bán sushi làm sẵn luôn nè. Giá có 16 đồng, 12 đồng với lại 11 đồng. Có 3 loại. Ồ, thịt bò. Ồ, thịt bò, trời, thịt bò 16 đồng 99. 13 đồng 49. Ê, mình thấy hình như giá nó tăng rồi đó nha. Mày hỉ cho ca mày. Ồ, mình thấy giá nó tăng rồi đó các bạn ơi. Trời ơi, mọi thứ nó lên chút. Tiền lương thì lên được có hả 75 sen à, mà đồ ăn mỗi thứ nó lên đồng không chút xỉu luôn. Qua đây quay quầy cá cho các bạn xem nha. Đây nó có cá hồi nè, có mấy cái cá này, phi lê nè. Cá thì chắc làm sẵn rồi, mà bên đây mình không có bán giống như cá về mình làm để kho ha. Tôm một hộp vậy cũng mười mấy đồng. Giá lên rồi nha các bạn nha, mình thấy giá lên giá rồi. Ôi 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 ôi, tôm hùm lần trước mình coi hùng dĩ hả, bán chục bộ vậy mấy ý dạ, mắc quá. Ôi ôi, đồ ăn lên giá hết rồi các bạn ơi, mỗi thứ như lên đồng hai đồng luôn á. Qua coi cua nha, cua này là nó làm sẵn rồi nè, nó bẻ ra con nửa con rồi nè, đồng ở đầu này dĩ này 34 đồng, ra đâu như một cũng ba con. Này cua hình đế mà cái càng thôi, rồi dĩ này sáu mấy đồng. Ôi bữa mình thấy hai, ủa con này bự 38 đồng hai con. Bữa mình mua như 40 hình như là ba con cũng 8 đồng 99 ha, 8 đồng 99 hay đây là trước 7 đồng 99 ta. Nhưng mà con này to nha, con này bự quá trời luôn nè. Cái này như không có lên, nhưng mà như cái con cua này nó bự. Mấy tuần nay mình ăn nhiều quá. Nhưng mà cái gà ở bên Costco vẫn không giảm nha các bạn, vẫn là 5 đồng một con. Mà hiện tại là nó không bỏ trong cái hộp giống hồi xưa nữa, mà nó bỏ trong cái bịch các bạn ơi. Có nhiều người cũng tranh cãi là hỏi tại sao không bỏ cái bịch. Thì bây giờ giá nó không lên mà hả, đồ ăn này nọ nó cũng lên, mà giá thì nó không có tăng thì nó phải giảm bớt một cái gì đó, hoặc là nó cho cái gà nhỏ hơn không ta. Mình nghĩ mình thấy con gà nó cũng vậy à, nhưng mà nó muốn câu khách, thì mình phải để cái giá đó. Tháng mới này nó giảm nước xả Downy nè, nước xả Downy với nước giặt. Hôm nay mình xài nước giặt chứ không mình không có xài bột giặt. Gia đình mình xài lại nước. Nếu giảm nhiêu, giảm 4 đồng. Ừ. Mỗi lần mà thấy giảm là phải mua chữ xước ở nhà. Ủa sao cái bình này nó nhỏ hơn cái bình ở nhà vậy đâu cũng. Hả? Bình nhà bình bự hơn kia hả? Nó cũng vậy mà phải không? Bao nhiêu ounce? 138 ounce. À, bình ở nhà nhiều hơn chút xíu, nhưng mà nó tới 25 đồng lận. Không tệ, mua bình nhỏ mà này giảm. Cái này nhiêu? 141 hả? 141 nhiều hơn mình chút xíu. Ồ, cái Vinti mà mình hay thích uống Arizona nè các bạn, giảm còn 10 đồng một lốc. Một lốc nha, một lốc 24 chai. Ủa, kem giảm. Ôi, kem giảm các bạn ơi. Kem giảm còn 7 đồng 79.
16 cây. Melona cũng còn giảm, lần trước mình có mua một hộp ở nhà chưa ăn hết nữa. Nhưng mà mình thấy nó vẫn còn giảm, nó giảm tới 11 tới tháng 8 các bạn ơi. 8 đồng 99. Ba vị ngon nha, cái này mình thích ăn dưa lưới với là cái loại dừa trộn ngon lắm. Nói cái há cảo này mình thấy cái mấy bạn nói ngon lắm nên để mình thử, tại vì nó giảm giá các bạn ơi. 13 đồng 99, giảm 4 đồng còn 10 đồng mà. Một hộp như vậy là tới 40 cái nữa. Sập mánh. Nào đây coi. Cháu có đi que chỉnh vào hơi ra chẳng. Cái này chắc mày bỏ, mình chỉ cần hấp 3 phút không? Hấp 3 phút là xong là có há cảo ăn. Ở nhà như mình có cái lồng, hơn cái lồng nữa hết cho nó đẹp. Rồi, nhân vật chính của video hôm nay đã có rồi nè các bạn ơi. Đi vòng mình mới thấy ở đây nó có bán bánh trung thu các bạn. Bánh trung thu để mình coi cái giá. Taro Kick 11 đồng 99 cho hộp bánh trung thu. Ủa, này mà bánh trung thu đâu? À, cái này bánh cái dạng này là cái dạng bánh của Đài Loan là đúng rồi, nó ghi Made in Đài Loan nè. Taiwan nè các bạn. Đó, cái dạng này là bánh giống như là ngàn lớp rồi có nhân nhân này, nhân taro là nhân khoai. Khoai này là khoai môn mà hay khoai gì ta? Một hộp này là có 9 giấy khác luôn các bạn. Giá là 11 đồng 99 nha, là chưa có giảm nha. Ồ, tính ra hàng cũng không có nhiều nha. Không biết nó còn chứa hàng không, mình thấy hàng cũng không có nhiều lắm. Đây, bánh trung thu. Ồ, chục cẩm luôn. Ồ, mấy năm nay mình đi, mình thấy lần đầu tiên là mình thấy bên đây chỗ mình là có bán bánh trung thu Costco nha, Costco chứ không phải là mấy cái siêu thị khác. Siêu thị Costco mà bán hả bánh trung thu mà nhân thập cẩm. Bình thường là mình chỉ thấy nhân nhân hạt sen thôi. Đâu để mình coi cái giá. Cái giá này là bao nhiêu ra? 16 đồng 99 nha các bạn, 16 đồng 99. Không có trứng hả ta? Ừ, nó không có ghi là có trứng hay không có trứng. Vậy là không có trứng. Hạt sen không có trứng mà coi mới in Đài Loan luôn các bạn. Mới in Đài Loan nha. Ủa, cái hộp thiết luôn á, đẹp, cái hộp này đẹp, cái hộp này đẹp nhìn. Có thỏ nè, có chị Hằng nè. Mà sao chị Hằng gì đâu mà không có để mặt mũi chị Hằng gì đâu mà trắng bệch đi. Nhìn hơi scare nha, sợ sợ nha. Ồ, vậy cái bánh này bánh mỗi năm mình hay ăn nè. Cũng y chang luôn. 12 đồng 99, chắc mới cho nên là nó chưa giảm á. Có một đợt trời ơi nó gần cho trung thu nó giảm. Cái này là bánh trung thu hạt sen mà có trứng, hai trứng luôn. Đây, hình đây. Vậy là bên mình đưa về bánh trung thu rồi nha các bạn. Cái này hộp thiết, cái này hộp thiết. Còn cái kia hộp giấy. The moon cake. Đó. Camry còn có mấy cái thùng nhỏ thôi các bạn mà giảm 4 đồng. Chứ định thích ăn này lắm, mình làm bánh bánh bông lan mình bỏ thêm cái này nè, hoặc là sáng chứ định ăn cereal á mình thêm cái này vô ăn. Bánh này phải kêu bánh gạo không ta? Mình thấy có lần đầu tiên mình thấy bên Costco bên mình nó có bán cái loại bánh gạo này nè các bạn. Bình thường mình hay đi chợ Thuận Phát mình mua thôi, mà hôm nay mình thấy có bán. Nhưng mà nó không có giảm giá nha. Nó là 10 đồng 49. Rồi các bạn ơi, cái này là bánh sô-cô-la mà bông lan mà nó ghi là của Pháp luôn các bạn. Mà nó không có giảm giá nhưng mà chơi đình rất thích ăn cho nên là mình mua nha các bạn. Ngon, ngon, cái này ăn ngon, sáng sáng ăn một cái rồi ok. Tối đói ăn một cái ok, ăn giặt á. Ô, sữa cho gia đình luôn. Pediasure các bạn. 42 đồng 99, giảm 8 đồng rưỡi ba, còn 34 đồng 49. Đó, thường mình thấy giảm như vậy là mình sẽ lấy hai thùng sẵn để sẵn cho gia đình, ví dụ đi học
là hả cho con trai ảnh đi học vậy đó. Thì cái này cũng dễ, mình để ở ngoài mình bảo quản bên dạng nhiệt độ phòng thôi chứ không cần mà bỏ tủ lạnh. Nó bổ sung vitamin D, vitamin này nọ cho gia đình á, tăng trưởng chiều cao á. Ờ, mấy cô đông quá trời đông rồi. Cô bán đồ ăn là giá không? 1.50 đồng rồi kìa. Cũng giá đó mà. Như cũng giá đó, đót như cũng giá đó. Là hôm nay mình mua hết đống này là bánh trung thu, bánh lặt vặt, lặt vặt mọi thứ, lặt vặt lặt vặt chút xíu hết cũng hết 120 mấy á các bạn. Cảm ơn các bạn đã cùng hai vợ chồng mình đi Costco hôm nay nha. Cũng như là cuối cùng là mình cũng có mua được bánh trung thu rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu bạn thích video này hãy để cho mình một like, một subscribe cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn ở video tiếp theo, mình sẽ mở thử cái bánh trung thu và cái há cảo nghe cho các bạn xem và thử coi coi nó có ngon hay không các bạn nha. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.